Chiều ngày 15 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội họp báo thông tin về vụ nước sạch có mùi khét nồng nặc, váng dầu trong những ngày qua, tham dự có lãnh đạo ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng, Sở Y tế, công ty cổ phần nước sạch sông Đà và công ty nước sạch Hà Đông. Ông Lê Văn Dục, giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, các cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Sở Y tế thành phố đã lấy nhiều mẫu nước tại nhiều vị trí khác nhau để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng tizen thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ C, cao hơn giới hạn cho phép, 20mg trên 1 lít, từ 1,3 đến 3,65 lần. Tại các vòi hộ gia đình, hàm lượng tizen thấp hơn tại nhà máy và các điểm chứa trung gian. Mùi khét trong nguồn nước tại nhà dân trên toàn bộ khu vực cấp nước của nhà máy tại các quận, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông là do chất tizen có từ dầu thải gây ra, ông Dục nêu rõ thành phố đã đưa ra khuyến cáo cho thời gian trước mắt, khi công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đã chưa xúc xà, thao được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp. Theo đó, mọi người dân sử dụng nước thuộc vùng do công ty cổ phần Viwaco, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống việc nấu ăn, uống tạm thời dùng nước chai, bình do các đơn vị khác cung cấp. Hiện tượng nước sạch sông đã có mùi lạ xuất hiện từ ngày mùng 10 tháng 10 trên nhiều quận ở Hà Nội như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm. Nhiều người dân đã phải mua nước đóng bình, mua nước từ nguồn nước sạch khác để phục vụ sinh hoạt. Trước phản ánh của người dân, ngày 11 tháng 10 Hà Nội lập đoàn kiểm tra liên ngành đã lấy mẫu, xét nghiệm địa điểm, trạm bơm tăng áp Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm bể chứa trung gian tại huyện Thạch Thất và tại nhà máy nước sông Đà, tỉnh Hòa Bình. Ngoài việc lấy mẫu nước để kiểm tra, đoàn đã yêu cầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà cung cấp toàn bộ nhật ký lịch trình cung cấp nước và quy trình quản lý vận hành cấp nước những ngày vừa qua, trong đó có lịch trình, số lượng các loại hóa chất đã sử dụng. Theo Nè